Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn các xã miền núi huyện Hướng Hóa và Đắk Rông, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt vẫn diễn ra phổ biến. Người dân phải sử dụng các nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Trong khi đó, các công trình hệ thống nước sạch được xây dựng lại không mang đến hiệu quả, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Chuyên mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dòng sông Đắk Cờ Rông chảy qua 11 xã, thị trấn của huyện Đắk Cờ Rông và hầu hết người dân sử dụng nguồn nước này cho sinh hoạt. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, sông Đắk Cờ Rông chịu sự tác động tiêu cực của thiên nhiên và con người. Mùa hè, dòng sông này cạn khô đáy vì nhiều đập thủy điện ngăn dòng tích nước. Mùa mưa, nước đục ngầu gây sói lở. Thêm vào đó là nạn khai thác vàng từ phía thượng nguồn thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới làm nguồn nước bị ô nhiễm. Người dân sống dọc theo con sông gặp vô vàn khó khăn khi nguồn nước sinh hoạt chủ yếu từ dòng sông này bị ảnh hưởng. Thôn Lá Tó, xã Húc Nghì, huyện Đắk Cờ Rông, một trong những nơi mà người dân gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Đây là thôn tái định cư mới vừa được Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Cờ Rông xây dựng với mục đích định canh định cư cho đồng bào dân tộc ít người về sống tập trung, ổn định làm ăn. Tuy nhiên, về bản mới sinh sống, người dân đã gặp khó khăn do không có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo. Hệ thống các bể chứa nước chỉ được xây dựng rồi bỏ hoang, các ống nước, vòi nước bị bẻ và phá hư hỏng. Trong khi đó, người dân ở đây cho biết con suối chảy qua khu tái định cư bây giờ không dám sử dụng vì hiện nay công trình thủy điện La Tó phía đầu nguồn đang thi công, nước đậm mùi xi măng và đục ngầu. Nếu tắm hoặc sử dụng thì bị ngứa và không đảm bảo an toàn. Trước khi công trình của thủy điện cũng chưa được đầu tư triển khai trên dòng suối thì bà con chủ yếu là tắm rửa, chủ yếu là sử dụng cái nước suối, sông suối. Nhưng mà đến thời điểm này thì cũng thì sau khi được cái công trình thủy điện được hoàn thành thì người dân chủ yếu là cái sử dụng được cái khe suối, rồi còn được sông suối thì nó không đảm bảo. Được khi người dân họ tắm thì chủ yếu là được ra làm bị ngứa. Vừa chuyển về nơi ở mới, đời sống gặp rất nhiều khó khăn, thiếu cơ sở vật chất, nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, khó khăn lại càng thêm khó khăn đối với các hộ dân ở thôn tái định cư La Tó. Hiện việc ăn uống và tắm rửa đều phải dẫn nước từ trên núi cao về. Tuy nhiên do tự bỏ ra chi phí nên hệ thống ống nước tự chảy cũng không bền và hư hỏng khi có mưa lũ hay sạt lở đất. Khu tái định cư của thôn Húc Nghì hiện nay thì nước sinh hoạt cũng không đảm bảo, đặc biệt là trong mùa hè thì nước cũng đối với nước sinh hoạt của người dân thì cũng gặp nhiều khó khăn. Không chỉ ở thôn La Tó, rất nhiều bản làng sống dọc sông Đắk Cờ Rông đều có các công trình nước sinh hoạt xây dựng rồi bỏ hoang phế và không thể đưa vào sử dụng. Tại xã A Bung, tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt cũng diễn ra kéo dài. Người dân ở thôn La Hót phải đi xách nước suối lên sử dụng hoặc phải sang tận bản khác thuộc xã A Ngo để lấy nước. Hệ thống nước tự chảy và ống dẫn nước của thôn La Hót bị hư hỏng từ nhiều năm nay nhưng không được đầu tư sửa chữa. Bể chứa nước thì sau khi mà công trình đã hư hỏng thì bể nước thì để trống và bà con thì đi lấy nước dưới sông suối thôi. Từ nguồn vốn giảm nghèo, vốn 30A, chương trình 134, trong nhiều năm qua các công trình hệ thống nước sạch được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Đắk Cờ Rông. Tuy nhiên có rất nhiều công trình không phát huy được hiệu quả, nằm ở những vị trí xa khu dân cư và thiết kế không phù hợp với địa hình. Theo thống kê của các ngành chức năng huyện Đắk Cờ Rông, trên địa bàn toàn huyện hiện có 71 công trình cấp nước sinh hoạt, trong đó có 33 công trình cấp nước sinh hoạt sử dụng kém hiệu quả, 22 công trình cấp nước sinh hoạt không sử dụng được. Trong khi người dân ở khu vực xã A Bung và A Ngo đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, thì vẫn có những công trình hệ thống nước sạch được đầu tư vào, được xây dựng nhưng mà lại không phát huy được hiệu quả và có thể nói là gây lãng phí ngân sách của nhà nước. Hệ thống nước sinh hoạt của thôn A Đen như thế này là một trong những ví dụ điển hình. Không khó bắt gặp những hình ảnh giặt giũ và tắm cũng trên một vũng nước nhỏ của con suối cạn.
Đây không phải là thói quen sinh hoạt, mà do nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo cho người dân sử dụng. Người dân phải quay trở lại dùng nước khe suối bị nhiễm bẩn. Sống trong cảnh ở bên công trình nước sạch, nhưng lại thiếu nước sạch là điều phổ biến ở nhiều bản làng dọc theo con sông Đắk Rông. Tại buổi khảo sát của Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình nước sinh hoạt trên địa bàn các xã Tà Rụt, A Bung, huyện Đắk Rông, lãnh đạo hai xã A Bung và Tà Rụt có chung kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh là cần xem xét bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng hàng năm đối với các công trình cấp nước tập trung để nâng cao hiệu lực sử dụng công trình và đảm bảo nguồn nước. Để có nguồn nước phục vụ sinh hoạt, người dân phải đi vay mượn, bỏ tiền mua ống dẫn nước từ trên núi cao. Tuy nhiên, không phải ở bản làng nào cũng có địa hình phù hợp để có thể dẫn nước. Nước sinh hoạt bị đứt thì người dân rất là khó khăn mà để mà mục nước thì suối để mà uống. Nhất là dân mình là nằm dưới, ở dưới là rất là nước rất là bẩn. Thấy nước bẩn vì nước sạch đã bị đứt rồi là không mục được. Thì người dân sẽ mục bắt buộc phải mục nước suối này thôi. Hai thôn là không có nước sinh hoạt, toàn sử dụng nước sông nước suối, đó là thôn là Hót và thôn A Bung. Rồi sắp tới có thêm hai thôn 6, thôn 7 xâm nhập, là vấn đề khó khăn về nước là rất là nhiều. Mà hiện tại là đang hoạt động của bọn phản tặc tại địa bàn xã Hồng Thủy chạy về sông Đắk Rông làm nước đục ngầu thường xuyên. Nên làm ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề môi trường và vấn đề sinh hoạt nước của bà con nhân dân trên địa bàn xã. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng loạt công trình cấp nước trên địa bàn không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả là do công tác quản lý sau đầu tư còn nhiều thiếu sót. Sau khi công trình hoàn thành và bàn giao, các chủ đầu tư không thành lập ban quản lý công trình và không tổ chức các lớp tập huấn về quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình cho cán bộ, chính quyền địa phương và người dân. Phần lớn các công trình sau khi hoàn thành, lãnh đạo chính quyền địa phương đứng ra tiếp nhận rồi giao các trưởng thôn tự quản lý và vận hành, không có cán bộ chuyên môn đảm nhận việc duy tu bảo dưỡng. Thực tế này khiến cho công trình nhanh chóng bị xuống cấp, hư hỏng và ngừng hoạt động. Ngoài ra còn có nguyên nhân do đơn vị khảo sát thiết kế, thi công chưa tính đến việc giảm lưu lượng, trữ lượng nước mặt cũng như nước ngầm do tác động của biến đổi khí hậu, cho nên một số công trình ngày càng thiếu nguồn nước. Thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn cũng đã làm hư hỏng và cuốn trôi nhiều hạng mục công trình nước sạch. Khi phóng viên chúng tôi đặt vấn đề với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rông, ông Lê Đắc Quỳ về các giải pháp của Ủy ban Nhân dân huyện trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các địa phương thực hiện đầu tư, sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt của người dân, thì chỉ nhận được sự né tránh, không muốn tiếp xúc để trao đổi cụ thể về những khó khăn của người dân ở địa phương. Trong lúc chờ đợi, hy vọng vào trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan chức năng, người dân ở rất nhiều bản làng của huyện Đắk Rông vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt và vẫn phải từng ngày xuống suối lấy nước không đảm bảo vệ sinh để sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một truyền kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.